Kính thưa quý vị, trong thời buổi kinh tế bất ổn và bất định, rất nhiều người chủ doanh nghiệp chia sẻ họ mong đợi muốn có được một cái đội ngũ cán bộ chuyên môn rất giỏi trong lĩnh vực là thiết kế chiến lược marketing bán hàng sản xuất để kế toán nhân sự vân vân để làm vai trò cố vấn và trợ lý cho người chủ doanh nghiệp mau chóng phân tích các cái bối cảnh kinh doanh thường xuyên thay đổi để linh hoạt đưa ra các giải pháp giúp công ty cải tiến đổi mới để có thể tồn tại và phát triển nếu như thế đó các bạn thì doanh nghiệp cần phải đầu tư rất lớn về mặt kinh phí để mới có được cái đội ngũ siêu đẳng như thế chuyện này là đúng đấy các bạn nhưng nó chỉ đúng trong quá khứ thôi các bạn bởi vì hiện nay các bạn hoàn toàn có thể không cần đầu tư kinh phí mà bạn vẫn có được một cái đội ngũ chuyên gia siêu đẳng trích hợp làm vai trò trợ lý cho các bạn đó chính là hãy sử dụng sức mạnh của các con chat ai, bởi vì các con chat ai nó học tập toàn bộ trí tuệ của loài người ở trên internet và nó có thể đóng vai nhiều vai trò khác nhau. Vấn đề là bạn biết cách biết các câu lệnh, biết cách biết các câu hỏi để khai thác sức mạnh của nó. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể khai thác ứng dụng một cách chuyên nghiệp? là hơn một năm qua chúng tôi đã liên tục nhé, phát triển và cải tiến cái phần mềm oems chat ai nó tự động khai thác hơn 30 con chat AI, ứng dụng hơn 80 các lĩnh vực trong quản lý doanh nghiệp mà từ chiến lược này, thiết kế marketing này, cải tiến này, rồi biết quy trình này trong nhân sự, kế toán và nhân sự, tất cả mọi quản lý ở trong sự nghiệp Đấy các bạn Và phần mềm này trị giá 50 triệu Và bạn còn phải đầu tư thêm kinh phí là 3 triệu nữa Để học cái cách khai thác sử dụng Viết câu lệnh cho nó Và tin vui Tôi hoàn toàn tặng miễn phí cái phần mềm này cho các bạn Do đó các bạn chỉ còn đầu tư một kinh phí rất nhỏ là 3 triệu Để học khai thác cách sử dụng viết câu lệnh Bạn lúc này chỉ cần viết câu lệnh dựa trên bối cảnh của các bạn Phần mềm nó tự động nó sẽ chạy gợi ý cho các bạn các giải pháp Và nhiệm vụ của bạn là đọc các giải pháp So với bối cảnh bạn có thể phải điều chỉnh đi một chút sau đó bạn tập trung nguồn lực vô thực thi các giải pháp đó vậy nếu các bạn rất muốn có một cái đội ngũ cố vấn trợ lý siêu đẳng trong lĩnh vực của các bạn và không cần phải trả lương cho họ và nó phục vụ bạn 24 bốn trên ham bốn thì bạn hãy tham gia ngay cái chương trình kaizen ứng dụng chat ai trong quản lý doanh nghiệp bạn hãy đăng ký theo đường link kèm theo